Bên cạnh những giống cây đặc hữu như là cây bàng quả vuông, cây tra hay là mù u có sức chống chịu với thời tiết khắc nghiệt giữa biển khơi. Những năm gần đây thì tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã có thêm nhiều loài hoa phong lan được trồng và chăm sóc bởi bàn tay khéo léo của những người lính đảo. Và trong cái nắng, cái gió khắc nghiệt cùng hơi mặn giữa muôn trùng sóng gió, những loài hoa phong lan vẫn kiên cường vươn mình khoe sắc, tạo thêm dấu ấn sắc xuân mỗi khi Tết đến và đem lại niềm vui cho những người lính thực hiện nhiệm vụ nơi đảo xa.